Hà Huy Hà Nội Vlog. Xin chào các bạn. Chào một ngày mới. Hà Nội có những con phố thân quen, nhưng Hà Nội cũng có những con phố xa lạ. Với tôi, con phố Vũ Hữu Lợi là một con phố vừa thân quen nhưng cũng rất xa lạ. Con phố này chứa đựng một câu chuyện. Chứa đựng những nỗi lòng tôi cần gửi gắm với các bạn. Đây. Phố Lượng Vũ Hữu Lợi các bạn ạ. Là một tuyến phố ngắn nối với các trục đường. Tôi đang hướng chính là trục đường Nam Bộ tiến về Nam. Đây, nay là tuyến phố Lê Duẩn. Đây, con phố ngắn Vũ Hữu Lợi, một đoạn ngắn thôi nối đường Nam Bộ với tuyến phố Yết Kiêu. Trên con phố này có số nhà số 7. Phố Vũ Lợi, người ta còn nói tắt là vậy, là nơi sinh sống của nhà thơ Trần Dần. Nhà thơ Trần Dần, ông là quê gốc ở thành phố Nam Định. Ông sinh năm 1926 và mất năm 1997. Trần Dần có thể được coi là nhà thơ cách tân ngôn ngữ Việt. Đấy, các bạn thấy tháng năm đầu hè, nhành muồng tím nở rộ trên con phố Vũ Lợi. Đấy. Con phố đúng với tôi là con phố vừa thân quen nhưng cũng rất xa lạ. Tôi và các bạn bây giờ sẽ đi vào cái con phố Vũ Lợi các bạn nhé. Đây góc đường Hà Nội bao giờ cũng vậy, sinh nhai. Anh thợ khóa, anh thợ chứa cả những cái cặp kính này. Đây, còn cái đoạn này là cái trục đường Nam Bộ, nhưng mà hướng về ga Hàng Cỏ đây này. Đấy, một chị bán hàng rong, quẩy xe vào phố đấy. Hà Nội sinh nhai, tôi luôn muốn ghi những cái, ghi lại những cái thước hình như vậy. Càng bình dân trong cuộc sống hàng ngày, những thước hình đó càng đáng quý các bạn ạ. Nhành hoa buồn tím vương bên cửa sổ. Ngôi nhà số 9 phố Vũ Hữu Lợi đó các bạn. Ngôi nhà xây cửa Pháp. Còn bên này các bạn thấy này, đây là các cái ô cửa. Tôi có xem trên trang mạng
tôi thấy có một cái tấm hình chụp khi nhà thơ Trần Dần đã bị yếu ngồi trên xe lăn và vợ ông đẩy cái xe, chiếc xe lăn đằng sau. Cái tấm hình đó có ghi là nhà thơ Trần Dần và vợ ở số nhà số 7 phố Vũ Lợi. Nên nhìn tấm hình tôi mới phát hiện ra đó chính là nơi đây, phố Vũ Lợi, có thể còn gọi là phố Vũ Hữu Lợi. Đây các bạn thấy không, cái căn nhà số 7 đây, nó đối diện bên kia hè. Đấy, cạnh đó là các bạn thấy là cái hàng bia hơi. Giấc này là giấc qua cái giấc trưa rồi, tầm 1:30 chiều các bạn ạ. Vợ của nhà thơ Trần Dần là một người con gái Hà Thành các bạn ạ. Tên bà là Bùi Thị Ngọc Khuê. Thế, hai ông bà lấy nhau từ Hòa Bình, lập lại năm 1954 này. Thì đến năm 1958 thì hai vợ chồng nhà thơ Trần Dần chuyển về cái ngôi nhà số 7 phố Vũ Hữu Lợi. Đấy, cùng ba người con chung sống trên một cái căn hộ có 30 mét vuông thôi, là ở nơi đây. Tôi đồ chừng là những cái câu thơ cách tân của tiếng Việt là cũng ra đời ở nơi đây. Đây, tôi đọc cho các bạn nghe một lời thơ ông viết nhé. Đừng ngại mây che từng cây số buồn rầu, đừng ngại mở trong lòng vài khung cửa nhớ, thì hãy lấy mùi xoa đêm chùi đôi mắt khổ, hơn là mỏi răng nhai dầu dậu vỉa hè. Một lời thơ đa ý nhưng thật sâu. Lấy mùi xoa chùi đôi mắt khổ, hơn là mỏi răng nhai dầu dậu vỉa hè. Đúng, hóa ra là bây giờ vỉa hè nơi đây là bia hơi. Nó cái dòng xe cắt qua các bạn nhìn đấy, chính là cái phố Yết Kiêu đấy. Thế bây giờ là có lẽ là tôi đi sang cái ngôi nhà số 7 nhé. Có lẽ là vào trong ngõ một chút, không biết có vướng bận gì không. Đây, khóa cửa đây. Đó, cái ngôi nhà số 7. Đây, cái góc hình ông bà chụp nơi đây. Tôi nhớ là có một cái ngôi nhà lấn ngang chấn cái vỉa hè. Đây, và một cành bàn. Đấy, cây bàn nghiêng lá ra cái không gian của cái trục đường Đỗ Hữu Lợi đấy, Vũ Hữu Lợi đấy các bạn.
chính vì cái khuôn hình này nên tôi mới nhận ra được cái ngôi nhà số 7 Vũ Lợi đây. Đây, tôi đi xỏ trong một chút nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn đã thấy khung cửa nhớ chứ, vượt thời gian. Đấy, đặc biệt là ở phía trên sân thượng đó. Đấy, có cái tường gạch chơi trên sân thượng mang cái vượt thời gian, không gian của những câu thơ Trần Dần. Một con người cũng vướng bận đau khổ vào nhân văn giai phẩm, kéo dài suốt 30 năm giờ. Đây, còn cái góc hình này tôi đi vào nhé. Tôi đi vào và tôi sẽ quay ra để các bạn nhìn thấy. Đây, các cửa. Đấy, cái không gian cánh cổng khi nhìn ra mặt phố đấy. Một con phố, những ngôi nhà thân quen trong sách vở nhưng lại rất xa lạ khi bạn bước chân vào. Cái đó cũng tạo cho tôi cái niềm hứng khởi. Đây, về thời gian này các bạn thấy không? Đừng ngại mây che từng cây số buồn rầu, đừng ngại mở trong lòng vài khung cửa nhớ. Thì hãy lấy mùi xoa đêm chùi đôi mắt khổ, hơn là mỏi răng nhai dòng giọng vỉa hè. Đấy, chọn nghĩa câu thơ trong không gian này của nhà thơ Trần Dần là vậy. Đó là kế cận, bên đó là cái ngôi nhà số 5 và số 3 phố Vũ Lợi. Đấy, nhưng mà biển đề là phố Vũ Hữu Lợi. Đây cũng là một cái không gian rất đáng yêu, các bạn thấy chưa? Cũng có cái vết thời gian qua khung cửa. Đấy, và đặc biệt là cái ngôi nhà là này, xây dáng hình kiến trúc của Pháp, các bạn vẫn nhìn thấy các cái bậc cầu thang lên sảnh tầng 2. Lá bảng vào hè xanh mướt. Đây, các bạn nhìn kỹ nhé, những cái bậc cầu thang. Đấy, qua khuôn hình của khung cổng. Và cũng là cái vượt thời gian trên hồi tường nhà của cái ngôi nhà số 5 của Vũ Lợi đó. Đây, còn xuống đây là Sinh Nhai rồi. Đấy, các bạn nhậu. Đấy, cái trục đường xe qua là cái trục đường Nam Bộ đấy. Thế bây giờ tôi sẽ quay về cái đầu phố Ít Kiêu, cũng vài bước thôi lại tới gặp một ngôi nhà, một căn nhà và một con người. Đấy, các bạn vài bước. À, cái ngôi nhà số 1 này cũng đẹp này. Đấy, các bạn thấy ngắn không? Tôi bước có vài bước. Đây, còn cái này này, tôi ghi lại cho các bạn nhé. Cái ngôi nhà số 1 đây, phố Vũ Lợi này. Đây,
Đấy, xưa có nghĩa là cái ngôi nhà số 3 là một ngôi biệt thự đấy. Thế còn đây là cái nhành hoa sữa vươn ra. Đấy, các bạn đã nhìn thấy cái vệt thời gian này. Trong một con phố nhỏ. Đây, lùi xuống này, để các bạn nhìn thấy. Đấy, cái bức tường rào của ngôi nhà số 1 này. Đấy, còn đây là một góc vườn xinh xinh. Đấy, còn cái tòa nhà kế bên có cái ống máng nước từ thời Pháp, cái khu biệt thự. Chắc có một cái này. Là ngoảnh ra cái mặt phố biết kêu rồi. Đấy, cái góc này thật đáng yêu. Đấy, tôi để xe, tôi dừng xe, tôi uống miếng nước ở ngay đầu phố này thôi. Đây, tôi sẽ dừng ở đây các bạn nhé. Cửa sổ này, căn nhà. Có cái góc này, các bạn nhận ra đâu là nơi nào chưa? Phố Vũ Hữu Lợi, giao nhau với Yết Kiêu. Đây, chính là cái căn nhà tầng 2. Đấy mà có cái hoa cửa sổ đấy. Cái hoa móng rồng cửa sổ đấy. Chính là cái căn nhà của nhạc sĩ Văn Cao đấy. Là cái cửa sổ tầng 2 của nhà nhạc sĩ Văn Cao đấy. Với tôi thì nhạc sĩ Văn Cao thì đúng là một thiên tài. Ông là nhạc sĩ, là nhà thơ và còn là một họa sĩ nữa. Lứa tuổi của chúng tôi thì ai cũng biết cái bản nhạc làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ. Đấy, nhưng với tôi thì với Văn Cao thì có các trường ca sông Lô, có Tiến về Hà Nội là những bài hát tôi rất yêu thích. Và tôi đặc biệt yêu thích là cái giai điệu van và ca từ của cái bài hát ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên của nhạc sĩ Văn Cao. Đấy, ông viết năm 1976. Sau gần 20 năm, ông ấy vướng bận cũng vào Nhân Văn Giải Phẫu, Hai Con Người. Nhà thơ Trần Dần và nhạc sĩ Văn Cao chỉ cách nhau có vài bước chân. Đấy, cái phố Yết Kiêu thôi các bạn thấy không? Đây dưới là cửa hàng thịt này. Đấy. Thế còn đây là một cái sạp hàng. Cô bán hàng đang ngủ trưa này, nghỉ trưa này. Tiếng ve ngân rồi các bạn ạ. Vào hè rồi. Đấy. Có lẽ đứng nơi đây không có gì bằng là đọc lại cái ca từ. Nói lại cái ca từ mà tôi yêu thích nhất. Trong cái ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên. Rồi giặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông, một trưa nắng vui cho bao tâm hồn.
chỉ có Văn Cao mới có được cái những giai điệu và những ca từ như vậy. Đấy, bây giờ tôi sẽ tiến gần lại và có lẽ là sẽ ghi cái thước hình kết thúc cái clip này ở cái ở góc độ này, các bạn nhìn thấy được ngôi nhà số 108 phố Yết Kiêu này. Đấy, nếu mà các bạn xem những cái thước liệu phim tư liệu ấy thì các bạn thấy là có cái đoạn bà Nghiêm Thúy Băng là vợ của nhà thơ Văn Cao lại dắt cà thơ lên từng bước cái cầu thang. Đấy, năm đó là năm 1994, chỉ một năm sau là nhà thơ Văn Cao qua đời. Đấy, nhà thơ Văn Cao là ông sinh năm 1923 và ông mất năm 1995, 72 tuổi. Còn nhà thơ Trần Dần có 71 tuổi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy nhá, tiến gần lại để các bạn lấy cái phố Yết Kiêu. Tôi rất muốn ghi những cái thước hình này. Trong một niềm cảm hứng để các bạn ấy rồi giặc dìu mùa xuân theo én về, mùa bình thường mùa xuân nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông. Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông. Đây các bạn nhìn rõ thấy cái cánh cổng tầng 2 đấy và cái khung cửa bên phố Yết Kiêu và phố Vũ Lợi, hai con phố, hai con người và cùng một cảnh ngộ, đó là các ông phải nín chịu tới 30 năm trời đúng cái thời gian sung sức nhất để thể hiện nguồn năng lượng của tâm hồn con người. Số 108 Yết Kiêu là nhạc sĩ Văn Cao và số 7 phố Vũ Lợi là nhà thơ Trần Dần. Gần cầu thang, gần số nhà của ông, người nhạc sĩ thiên tài, một nhà thơ mà cũng là một họa sĩ. Nơi đây cúi đầu trước vong linh ông, cúi đầu tỏ lòng khâm phục và mến yêu ông, nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Văn Cao và một họa sĩ Văn Cao. Đấy, có lẽ là tôi sẽ dừng hình nơi đây là ý nghĩa nhất các bạn ạ. Tôi lùi lại, tôi sẽ dừng hình nơi đây. Đây, con phố Vũ Hữu Lợi và con phố Yết Kiêu. Vậy để nâng tôi đi, bước chân tôi đi, nói những câu chuyện có thể trong khả năng.
bạn nhớ động viên tôi bằng cách đăng ký và chia sẻ rộng rãi kênh Hà Huy Hà Nội Vlog. Tôi luôn chúc các bạn sức khỏe và an lành.